chấm muối tiêu. Mình thích nước muối tiêu, muối tiêu với lại chanh tỏi ớt các bạn. Mời các bạn nhá. Lần đầu ăn mực to này các bạn. Ngon. Xin chào các bạn nhá. Hôm nay lại tiếp tục ra đây các bạn ạ. Lâu ngày quá không ra đây, cái cánh đồng này nó không được đẹp như lúc trước nào bạn. Trời, tại vì mấy hôm nay trong thành phố Hồ Chí Minh không mưa ấy. Thì hôm nay mình lại tiếp tục ra đây để nấu nướng. Hôm nay thì mình có thêm một người bạn các bạn. Chào các bạn nhá. Nghe anh nhá. Thì hôm nay bọn mình sẽ nướng mực nhá bạn nhá. Mình đã mua con mực này bạn này. Mình chẳng biết mổ nên mổ nó hơi bị xấu tí. Con này mua gần 2 kg các bạn ạ. Thì hôm nay mình sẽ nướng với lại một ong nhá. Mực nướng một ong các bạn ạ. Một ong với lại thêm ít gia vị riêng biệt của mình nữa. Thì các bạn cùng đón xem video đó nhá. Bây giờ mình sẽ đi tẩm ướp con mực này nhá bạn nhá. Đây cái mang của nó các bạn này. Trước tiên bây giờ mình phải rạch cái này ra các bạn ạ. Rạch khứa cho nó thấm vào ấy. Còn cái này thì chắc mình bỏ rồi bạn, không ăn được đâu, cứng lắm. Bỏ đi. Bây giờ mình sẽ đi rạch nó ra. Rạch khứa ra các bạn. Mấy ớt băm vào đây các bạn nhé. Cho tỏi ớt băm vào. Cho thêm muối vào. Cho lỡ tay. Bột ngọt nha. Bọn mình cũng hơi thích ăn cay nên mình sẽ cho ớt bột vào. Cho mình nướng mật ong, mình sẽ cho thêm ít mật ong các bạn nhé. Mật ong này ở quê ở nhà mình nhé các bạn. Tưới một xíu thôi, còn một xíu nữa để mình lên mình xíu nữa mình sẽ quết vào. Cho xíu nước mắm lại cho thơm nhé. Rồi, tí mình có gì mình chấm thêm. Rồi, trộn lên. Đầu tiên mình ăn cái mực nó to này các bạn ạ. Mực này nghe người ta nói là mực nang ấy. Cái dầu nó khá bị to, khá to. Bây giờ mình ướp mình trộn như này các bạn ạ. Thì mình sẽ ướp khoảng 15 phút. Thì bây giờ mình sẽ đi nhóm bếp để mình ướp này cho nó thấm các bạn nhé. Cái củi đây nó cũng dễ cháy. Cây qua đây bạn nướng như này quá tuyệt vời. Ướp sẵn này em. Đây lên. Sau khi ướp một xíu rồi có than các bạn ạ. Thì bây giờ bắt đầu mình cho lên nướng các bạn nhé. Bây giờ cũng hơi chiều chiều rồi. Nó không đẹp đẹp cho lắm đâu. Nhìn tan tành không ạ. Nướng nha. Ok. Mình tự ăn là mình làm. Các bạn làm, các bạn thấy đẹp mắt thì nó ngon miệng hơn. Cái này bọn mình làm nó không đủ ấy bạn. Cây thì đi đường chặt luôn. Chứ không có như là ở quê. Ở đây kiếm một cây chè khó lắm. Quét gia vị gia truyền thôi à? Tí nữa mới quét một ong. Đây bạn, bây giờ bắt đầu nó vàng này. Đây là cái râu này nhá. Cái đầu nó mình cuốn mấy vòng luôn đấy. Nướng cái đầu chiếu sân nướng cái đầu, nướng cái đầu rồi. Cái kia bắt đầu chín. Này sau hồi mình quay bây giờ nó chín, nó sắp rớt ra này bạn. Bây giờ mình lấy ra mình bày ở đây các bạn nhá. Chín rồi đấy, lấy ra được. Bây giờ mình có chuẩn bị thêm ít dưa leo để ăn theo á. Bây giờ lấy ra nhá bạn nhá. Cái này mình lấy hơi cái to, nhà hơi nhỏ.
Nhà mình có cái to hơn nhưng mà quên lấy. Gỡ ra là thưởng thức. Đợi nãy giờ. Cái nướng với mật ong nó bốc lên nó có mùi thơm lắm. Nó không có đa, nó không có bị giống như là mấy cái màu màu điều, màu sa tế các bạn. Mình thích ăn nướng với mật ong cơ. Cái râu này. Râu còn gọi là xúc tua. Xúc tua. Wow. Tua đó. Xúc tua bạch tuộc đó. Đây các bạn. Bày ở đây này. Rồi bắt đầu bây giờ mình sẽ mang qua đây mình ăn các bạn nhá. Đây mang một cái tỏi, cái lán của mình này. Đấy, đến đây. Con dao gác ở đây. Bây giờ mình sẽ lấy nước ngọt với lẹ bia các bạn nhá. Ok các bạn, bây giờ bày ra đây các bạn nhá. Bây giờ thì mình mời các bạn cùng thưởng thức với bọn mình nhá. Okay. Mời các bạn nha. Bây giờ mình sẽ cắt cắt miếng miếng là ăn nhá bạn nhá. Nhìn nó trắng trắng đâu nhưng mà nó ngon lắm bạn. Gió kinh khủng luôn. Cắt miếng nhỏ nhỏ vừa ăn. To ăn nó đã ngon thế này. Gió quá. Gió không biết có bị ồn không? Bạn xem biết có bị ồn không? Gió mát này. Được rồi, ăn hết cắt tiếp bạn ạ. Rồi để giao đây bạn, bạn trước kia là bạn chấm lại muối tiêu nhá bạn nhá. Ngâm gia vị cũng vừa rồi nhỉ. Rồi bây giờ mình mời các bạn nhá. Anh ăn trước đi. Xin mời các bạn nhá. Thưởng thức cùng anh em mình nhá. Nhìn. Ngon lắm các bạn ạ. Thèm quá. Vị nào? Dài không? Cay cay, ngon ngọt. Mật ong có mùi thơm giòn giòn, sật sật. Mùi mật ong nó thơm lắm. Mực sật sật ngon, ngon ghê. Ăn miếng dưa leo này. Ngon lắm. Bây giờ đến mình thưởng thức các bạn nhé. Nãy thế anh Sơn anh ăn mình thèm quá. Đây các bạn, mình ăn miếng này nhá. Mời các bạn. Chấm muối tiêu. Mình thích nước muối chiêu, muối tiêu với lại chanh tỏi ớt các bạn. Mời các bạn nhá. Lần đầu ăn mực to này các bạn. Ngon. Nó dài lắm các bạn. Giòn. Cay ngon. Ừ. Sật sật sật. Cái vị mật ong á. Cái này phải có bia. Mình không uống được bia nên mình uống coca các bạn nhá. Anh Sơn anh uống. Mời các bạn nha. Bia. Rồi hát chưa rồi đúng không? Mời bạn nhá. Ngon lắm. Giỏi á. Ăn miếng dưa leo này. Hợp. Hợp á. Mực ngọt này. Sao mình không nướng với lại sa tế này kia không? Tại sa tế nó còn sẽ mất hết cái vị mực. Đúng rồi, cái này ướp muối ớt nướng ngon. Muối ớt, mật ong á. Mình to quá, nó dài, nhai lâu. Dày, mực dày quá. Dày. Con này còn nhỏ đấy. Mời bạn nhé. Trắng này bạn. Trắng. Trắng như kiểu như dừa nhỉ. Sật. Mời bạn nhé.
Cái vị mình thích nhất là cái vị mật ong bạn ạ. Nó thơm lắm. Nó không màu, nó không được đẹp mấy nhưng mà nó ăn cái vị nó thơm đặc biệt. Vô. Vô. Mời bạn nha. Chiều mát. Giang gió yêu yêu này ăn ăn uống ngoài đồng bạn. Ok bạn. Càng cay càng ngon. Bây giờ mình sẽ thử thưởng thức cái đầu của bạn nhé. Cái đầu này xem nó cái vị nó như nào nhé. Xem cái nào nó ngon hơn. Đấy. Cắt ra mỗi người miếng. Anh thưởng thức cái cho xem vị trước. Miếng này ngon này, ăn chỗ này này, sật 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 đã, dài. No luôn đấy, no mực. Nó đi để mực ống ngon hơn. Ống á? Mực ống đắt hơn. Ừ. 200 mấy phải không? Ừ. Mực này mua 100 mấy ký các bạn ạ. Cũng rẻ rồi. Khá rẻ. Bữa nào đi chợ. Chợ gì đó? Chợ mối Bình Điền. Bình Điền á. Nhưng mà ra đấy cũng mực ống cũng 200 mấy nha. Ừ. Đỡ, nó đã ăn đâu. Cái vị mà ong nó. Xong một hồi ăn các bạn này. Còn miếng này các bạn. Hai anh em mình ăn cũng đủ rồi bạn. Ăn không hết luôn cái này. Thì một buổi đi chơi của anh em và mình đến đây là kết thúc các bạn nhé. Các bạn xem được video nhớ đăng ký kênh để ủng hộ anh em bọn mình có động lực làm những video tiếp theo nhé. Video của mình đến đây là kết thúc các bạn. Chào tạm biệt các bạn nhé. Bye bye. Tạm biệt các bạn nha. Bye bye.